Xin chào các bạn. Nếu ở trái đất, con người chỉ có thể nhảy cao lên cách mặt đất 0,45 mét. Nhưng ở mặt trăng, chúng ta có thể nhảy cách đất hơn 2 mét. Còn ở sao Thiên Vương, mỗi lần nhảy, bạn có thể bay đến 57 mét. Để giúp con người ngày càng tiện lợi hơn trong cuộc sống, các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu tạo ra những đôi giày có thể giúp bạn di chuyển nhanh nhất, an toàn nhất hoặc thậm chí là có thể bay. Cụ thể những đôi giày này như thế nào? Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay khám phá 8 đôi giày được phát minh giúp con người ở đẳng cấp khác. Giày điện Moonwalker. Trong thời đại mà thời gian được ví như vàng thì mọi chuyện đều cần phải nói đến tốc độ. Và một công ty ở Mỹ đã phát minh ra đôi giày có thể giúp bạn đi nhanh gấp 3 lần. Đôi giày này có tên là Moonwalker. Trông nó giống như những đôi giày trừ ba tân, nhưng nó đặc biệt hơn nhiều vì được các nhà nghiên cứu đưa vào trí tuệ nhân tạo AI. So try the Moonwalker shoes. Having enhanced walking right now. But as an engineer, I always look at the world through the lens of energy balances. Chỉ cần mang vào chân là bạn có thể di chuyển như đi bộ, nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với thông thường mà không cần bất kỳ điều khiển nào. Nó cũng được thiết kế để leo cầu thang và lên xuống dốc thông qua cử động chân. Đặc biệt, giúp kích hoạt chế độ khóa bánh và ngăn bánh xe lăn tự do. Mỗi lần sạc, bạn có thể đi được 10 km. Vì vậy, nếu bạn làm gần nhà thì có thể không cần sử dụng các phương tiện ô tô hay xe máy, mà chỉ cần một đôi Moonwalker. Với công nghệ hiện đại và sự sáng tạo, đôi giày điện Moonwalker có giá không hề rẻ tí nào. Nó được nhà sản xuất bán với giá 1.400 đô, hơn 33 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu bạn làm công việc quản lý kho bãi rộng lớn, thì việc sở hữu đôi giày này sẽ giúp công việc của bạn trở nên tuyệt vời và hiệu quả hơn. Đôi giày an toàn nhất thế giới. Bạn từng thấy đôi giày nào mà đạp đinh, đinh cong luôn chưa? Còn lửa đốt thì cũng không vấn đề gì. Giày bảo hộ Gujisa được xem là đôi giày an toàn nhất thế giới khi được tạo ra với mẫu mã và công dụng khiến nhiều người không tin vào mắt mình. Phần đế của giày được làm hoàn toàn từ cao su đặc bền, nhẹ, có khả năng chống trơn trượt tốt. Yếu tố giúp cho giày có khả năng bảo vệ tối ưu chính là nó được tăng cường lớp lót đế Kevlar dày 2,8 mm. Lớp lót này là sợi dệt có độ bền gấp 5 lần thép. Nó vô cùng dẻo dai và thường được sử dụng làm áo giáp chống đạn. Thế nên đinh nào mà đâm thủng cho nổi. Với những ưu điểm này, nên giày thường được sử dụng trong các công trình xây dựng, xưởng cơ khí, các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ. Song với mẫu mã cũng khá là thời trang, nên bạn hoàn toàn có thể mang nó đi làm, đi chơi, đều không có vấn đề gì. Còn về độ an toàn thì 10 điểm không có nhưng. Giày đi bộ tự động. Nếu như nói đến việc đi bộ, bạn cũng cảm thấy lười, thì bạn có thể trang bị cho mình đôi giày đi bộ tự động. Nói là giày vậy thôi, thực chất đây là một con robot khá lạ mắt. Nó chỉ nặng khoảng 12 kg và có một bề cách mặt đất khoảng 2,5 cm. Bạn có thể đứng lên hoặc ngồi để nó thực hiện công việc đưa bạn từ địa điểm này sang địa điểm khác. Dù trông rất ấn tượng, nhưng đây không phải là cách nhanh nhất để đi, nên bạn có thể suy nghĩ lại. Ngoài đi bộ, đôi giày này còn có thể áp dụng làm cả ván trượt. Nó được trang bị 2 động cơ và 24 chân để di chuyển nhịp nhàng và có khả năng chịu tải tới 300 kg. Giày 2-in-1 Lycus. Nếu trước đây muốn trượt ba tân, bạn phải tốn thêm khoản tiền để mua một đôi giày chuyên trượt ba tân. Còn bây giờ thì khác, bạn hoàn toàn có thể thỏa mãn đam mê của mình
đồng thời có thể ghi dấu ấn phong cách với loại giày 2-trong-1 like it. Với thiết kế hoàn toàn giống như những đôi giày thời trang bình thường, nhưng được lắp đặt thêm bánh xe ẩn dưới đế giày, có thể gấp vào lấy ra dễ dàng. Chỉ cần bạn dùng gót chân chạm vào chân bên kia, vậy là từ đi bộ, bạn có thể chuyển sang trường ba tanh cho nhanh, nếu chẳng may trễ giờ làm hay vào học muộn. Ngoài ra, bạn cũng có thể trượt nó khi đi siêu thị hoặc công viên đảm bảo ao tô ngầu. Với giá bán trên dưới 100 đô, tương đương 2,4 triệu đồng, liệu bạn có muốn bỏ ra số tiền để sở hữu đôi giày độc lạ này? Giày đi trên nước. Với mong muốn tạo ra cho một thiết bị có thể làm dậy sóng cộng đồng mạng, anh chàng YouTuber Jack Laser, chủ nhân của kênh Jay Laser Video, đã bỏ ra không ít thời gian tiền bạc để tạo ra đôi giày đi trên mặt nước. Và thực tế, anh chàng đã thành công mỹ mãn. Bằng sự kết hợp chân vịt của thuyền với động cơ điện công suất lớn, Jack Laser đã tạo ra một thiết bị gắn chân giúp bạn thể bơi lội chuyên nghiệp như Aquaman. Còn chuyện đi trên mặt nước thì nhỏ như con thỏ. Điểm đặc biệt của bộ thiết bị này là cực nhỏ gọn, an toàn, hoạt động độc lập mà không cần bất kỳ trợ giúp nào từ bên ngoài. Chẳng những đi trên mặt nước, nó còn giúp bạn lặn bơi cực kỳ nhanh mà không cần mất sức. Giày chạy nhanh nhất thế giới, Jumping Steels. Mike Shrek là một YouTuber chuyên chế tạo ra những loại vũ khí độc lạ. Và anh chàng đã có màn thử sức với đôi giày chạy nhanh nhất thế giới, Jumping Steels. Các bạn có như mình, thấy đôi giày này trông giống cách mà mấy con kangaroo di chuyển. Mặc dù có hơi khó khăn khi đứng lên và ngừng lại sau khi bạn mang giày vào, nhưng với cấu tạo hình cánh cung chịu lực, có khả năng đàn hồi siêu tốt, đôi giày cà kheo này có thể giúp bạn bật cao hơn 2m và nhảy xa hơn 3m một cách dễ dàng. Thậm chí, bạn có thể chạy đua với xe ô tô tin được không? Nếu bạn là người ưa thích những trải nghiệm mới mẻ, thích khám phá và chinh phục, hẳn bạn không thể bỏ qua đôi giày chạy nhanh nhất thế giới này. Giày tự tính. Colin Firth là một thợ sửa ống nước người Anh và là một nhà sáng tạo nội dung trên YouTube. Sự sáng tạo của anh từng giúp Colin 6 lần được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới với các phát minh như toilet nhanh nhất, đóng lửa lớn nhất, tốc độ lớn nhất đạt được trên xe scooter, xe máy dài nhất. Không ít những phát minh của anh còn cực kỳ mang hơi thở của tương lai. Trong đó có đôi giày tự tính như trong truyện X-Men, có thể giúp bạn đi được trên tường và việc đi trên mái nhà không còn là chuyện khó. Điều khó tin hơn, đôi giày này lại được tạo ra từ việc thu nhặt những chiếc lò vi sóng hỏng để lấy linh kiện. Bằng sự sáng tạo của mình, Colin đã làm ra đôi giày X-Men có thể giữ được trọng lượng 80kg và di chuyển trên trần nhà khá dễ dàng. Giày nhảy cao nhất thế giới. Anh chàng YouTuber Jack Laser lại tiếp tục có màn test thử đôi giày nhảy cao ấn tượng của mình. Dựa trên cơ chế đẩy giống như kiểu tên lửa, Jack đã tạo nên đôi giày trông giống như chân của người máy. Đôi giày được kích hoạt từ hai sợi dây nắm trên tay. Khi các ống khí nén được mở ra và đẩy người bay lên, qua nhiều lần thử nghiệm dưới sự hỗ trợ của đôi giày, độ cao cao nhất mà Jack đã nhảy lên là khoảng 1,5 mét. Tuy nhiên, cùng với việc được đẩy bay lên, bạn sẽ phải rơi tự do khi rớt xuống. Và hành động này là khá nguy hiểm. Các bạn không nên bắt chước dưới mọi hình thức nhé. Đôi giày nào trong video làm bạn ấn tượng và muốn được sở hữu nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!